Trong số các narrative đang được chú ý trong năm 2024 thì có một trend đang được khá nhiều KOL nhắc tới, đó chính là đèn pin. Một số người thì còn tin chắc rằng đèn pin chính là cánh cổng để đưa hàng tỷ người dùng mới vào thị trường crypto. Tuy nhiên thì cũng không ít người lo ngại rằng đây chỉ là một mô hình Ponzi mới mà thôi. Vậy thì đèn pin là gì và công nghệ này có những ứng dụng thực tế nào trong cuộc sống và có những dự án nào thuộc trend này có thể x10 thậm chí là x20 trong năm tới? Hãy cùng Irene tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Ok, và trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì Irene xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới nhà tài trợ của video là dự án DapDap. Và DapDap thì cũng mang đến một số phần quà đặc biệt cho anh em, cho nên là anh em hãy xem hết phần intro ngày hôm nay nhé. Về DapDap thì đây là một cánh cổng thống nhất dẫn tới thế giới của Layer 2. Giải pháp này thì cung cấp trải nghiệm mượt mà và thân thiện để người dùng có thể tiếp cận tới hơn 130 ứng dụng DeFi, từ giao dịch này, quản lý thanh khoản, cầu nối vân vân thông qua một UI duy nhất chính là DapDap. Mới đây thì vào ngày 17 tháng 2 thì DapDap đã triển khai mainnet và nhận được sự hỗ trợ của hàng loạt đối tác lớn từ Near này, Linear này, Scroll, Bitget Wallet, LeFi vân vân. Nhân sự kiện ra mắt lần này thì DapDap cũng đã khởi động chuỗi hoạt động kéo dài hơn 1 tháng để anh em có thể kiếm point giúp nâng cao cơ hội trúng airdrop từ phía dự án. Các chiến dịch này thì sẽ bắt đầu từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 17 tháng 3. Anh em có thể dừng màn hình tại đây để theo dõi những thông tin chi tiết. Ngoài ra thì từ ngày 20 cho đến ngày 25 tháng 2 thì anh em cũng có thể tham gia farm point trực tiếp với campaign cùng với Coin68 và DapDap. Với các task cực kỳ đơn giản thì anh em sẽ chỉ cần tốn chưa đến 2 phút là đã có thể nhận được khá là nhiều point từ DapDap. Vì vậy cho nên là anh em hãy cố gắng farm thật nhiều trước khi campaign kết thúc nhá. Irene sẽ để đường link đăng ký bên dưới cho anh em cũng như là hướng dẫn cho anh em một số thao tác cơ bản để có thể tham gia chiến dịch lần này. Ok, còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu vào nội dung chính của video ngày hôm nay, đó chính là về trend đèn pin. Đầu tiên thì chắc chắn anh em sẽ quan tâm đèn pin là gì đúng không? Đèn pin thì là một từ viết tắt của cụm Decentralized Physical Infrastructure Networks, là một mạng lưới cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung. Đèn pin thì đề cập đến một mạng lưới các thiết bị phần cứng vận hành phân tán mà không bị kiểm soát bởi một bên thứ ba nào. Mạng lưới cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung nghe thì có vẻ khá là đao to búa lớn, thế nhưng những ứng dụng của đèn pin thì lại rất thực tế, có thể kể đến như là giao thức bản đồ này, hay là xử lý GPU, huấn luyện dữ liệu AI, nền tảng chia sẻ xe, hay là giao thức di động và internet, hoặc là lưu trữ tệp vân vân. Đơn giản hơn thì mình nghĩ là anh em có thể biết đến một ứng dụng có tên là Wi-Fi chùa, một phần mềm chia sẻ mật khẩu Wi-Fi giúp cho anh em đi đâu thì cũng có thể có internet để dùng. Đó thì chính là hình thức đơn sơ và cơ bản nhất của đèn pin. Vậy thì đến đây chúng ta sẽ có một câu hỏi là tại sao đèn pin lại quan trọng? Hiện nay thì thế giới thông tin hiện đại thì đang bị thống trị bởi các tập đoàn công nghệ lớn và tập trung như là Google, Facebook, Amazon hay là TikTok. Dữ liệu cá nhân của chúng ta thì được sử dụng như là một loại tiền tệ của họ. Các tổ chức này thì chi hàng tỷ đô la chỉ để biết hay là theo dõi xem bạn đang ở đâu, ăn gì, nói chuyện với ai hay là làm gì ở trên mạng. Khi mà ngày càng có nhiều người nhận ra thực tế này á, thì họ sẽ càng hoài nghi về những gã khổng lồ công nghệ và đi tìm kiếm những cái lựa chọn thay thế tốt hơn, thân thiện hơn, rẻ, an toàn cũng như là dễ tiếp cận hơn chẳng hạn. Ở trong bối cảnh này thì sự phi tập trung sẽ trở thành giải pháp khá là hấp dẫn, với đèn pin ở trong không gian tiền điện tử đang nổi lên như một lựa chọn thay thế mạnh mẽ cho những đơn vị trên. Đèn pin thì không chỉ cung cấp sự bảo mật và minh bạch mà còn tạo ra một cơ hội kiếm tiền cho người dùng cũng như là các nhà cung cấp. Từ những sự thật trên cho nên là đèn pin thì đang thu hút sự tham gia của cả những người mới tiếp cận tiền điện tử nhờ vào ứng dụng thực tế của các dự án đèn pin. Thêm nữa thì trong kỷ nguyên bùng nổ của AI hiện nay thì sự xuất hiện của trend đèn pin chính là một nhân tố giúp nâng cao sự ưu việt của các cỗ máy tự học này. Các AI thì sẽ cần dựa vào 3 yếu tố chính mà các dự án đèn pin đang cung cấp. Thứ nhất là dữ liệu, thứ hai là sức mạnh tính toán và thứ ba là khả năng lưu trữ. Các thành phần này thì sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp để thúc đẩy sự phát triển đáng kể của cả hai ngành trên. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về những lợi thế của đèn pin. Mô hình đèn pin thì sẽ cho phép các cá nhân tham gia vào việc cài đặt và vận hành các cái phần cứng. Những người tham gia đóng góp tài nguyên phần cứng hay là phần mềm vào mạng thì sẽ nhận lại được những token để làm phần thưởng. Nghe thì có vẻ khá là giống như là đào Bitcoin hay là Ethereum đúng không nào? Điểm nổi bật của đèn pin thì chính là khả năng mở rộng
lượng và tiếp cận ở quy mô toàn cầu, loại bỏ các rào cản nhập cảnh lớn và làm giảm chi phí, làm cho các mạng lưới có thể tự duy trì và bền vững hơn so với các mô hình tập trung của truyền thống. Hệ sinh thái của đèn pin thì chia ra khá là nhiều danh mục, trong đó thì top 5 quan trọng nhất thì sẽ bao gồm các yếu tố sau. Thứ nhất là Storage Network là các mạng lưới để lưu trữ. Thứ hai là Compute Network là các hệ thống máy tính lớn. Thứ ba là Wireless Network. Thứ tư là Sensor Network. Và cuối cùng là CDN là Content Delivery Network. Ok, sau khi đã tìm hiểu về những lợi thế của đèn pin thì bây giờ chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về những thách thức mà đèn pin đang đối mặt nhé. Mặc dù là một lĩnh vực khá là tiềm năng, thế nhưng thì đèn pin vẫn còn tồn tại những thách thức mà cần phải đối mặt. Và đây thì cũng là những lý do mà tại sao đèn pin mặc dù đã có xuất hiện từ khá là lâu, thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa được phát triển quá là mạnh. Thứ nhất là mô hình khuyến khích bằng token thì chưa thực sự tương xứng với những đóng góp của những người tham gia. Do đó cho nên là dự án đèn pin thì trong tương lai sẽ cần phải có một mô hình khuyến khích một cách hấp dẫn hơn để thu hút được nhiều người dùng tham gia xây dựng mạng lưới của họ. Mặt khác thì về thời gian xây dựng cũng như là triển khai các cơ sở hạ tầng thì sẽ tốn khá là nhiều thời gian, làm cho các dự án đèn pin sẽ khó kiếm được lợi nhuận ở giai đoạn đầu. Do đó cho nên là các bên tham gia xây dựng mạng thì cũng sẽ dần mất đi những cái động lực để đóng góp một cách lâu dài. Cuối cùng thì chính là áp lực cạnh tranh với những gã khổng lồ web 2 như là Google, Apple hay là Amazon. Để phá vỡ sự cạnh tranh này thì các công ty web 3 sẽ cần phải có sự nỗ lực cũng như là chuyên nghiệp hơn nữa trong việc xây dựng các cái cơ sở hạ tầng và thu hút được nhiều người dùng truyền thống sử dụng sản phẩm của họ. Ok, sau khi anh em đã hiểu được về bản chất của đèn pin cũng như là về các chất xúc tác cho sự phát triển của hệ sinh thái này thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét một số những cái dự án mà Erin đánh giá là có thể hứa hẹn và tiềm năng khi mà trend đèn pin phát triển nhé. Erin hy vọng là anh em có thể tham khảo và chọn được một vài dự án có thể đón đầu được trend đèn pin trong tương lai. Ở trong phần này thì Erin sẽ chia ra hai nhóm là nhóm Big Cap và nhóm Low Cap để anh em có thể lựa chọn. Đầu tiên là các dự án đèn pin hàng đầu hay còn gọi là Big Cap thì chúng ta đầu tiên sẽ phải nhắc tới một dự án đã khá là hot trước đây là Filecoin với token là Phil. Filecoin thì là một mạng lưới lưu trữ phi tập trung, cũng sử dụng mô hình kích thích kinh tế tích hợp và đã tồn tại trong một thời gian khá lâu. Bất kỳ ai lưu trữ tệp tin trên mạng Filecoin thì đều được trả tiền cho việc đó. Hiện tại thì vốn hóa của dự án này đang ở mốc là hơn 2,6 tỷ đô. Nhu cầu về các sản phẩm của Filecoin thì đã tăng khoảng 275% trong vài năm vừa qua và có vẻ là vẫn tiếp tục tăng trong tương lai. Với việc triển khai máy ảo Filecoin gần đây thì các nhà phát triển giờ đây đã có thể lưu trữ dữ liệu một cách thông minh hơn ở trên mạng Filecoin. Điểm mạnh của dự án này là khả năng lưu trữ dữ liệu với chi phí khá là thấp so với các mạng lưu trữ truyền thống thì đang giúp cho Filecoin có một cái lợi thế cạnh tranh khá lớn so với các lựa chọn web 2 khác. Big Cap thứ hai trong trend đèn pin mà Erin muốn nhắc tới là Helium hay là token là HNT. Dự án Helium thì đại diện cho một bước ngoặt trong việc phát triển cơ sở hạ tầng không dây phi tập trung và họ thì đang làm rất tốt công việc đó. Với gần 1 triệu điểm phát sóng Helium trên toàn thế giới tại hơn 70 quốc gia thì cho thấy được là Helium đang phủ sóng một cách toàn cầu và những người founder của dự án này thì cực kỳ nghiêm túc về Helium. Bất kỳ ai ở trên thế giới thì cũng đều có thể triển khai một điểm phát sóng Helium và cung cấp truy cập internet cho người khác, đồng thời là kiếm được token từ chuyện đó. Việc sử dụng điểm phát sóng thì được thực hiện bằng công nghệ radio để tránh sử dụng GPU tiêu thụ năng lượng không hiệu quả và từ đó thì tạo ra những lợi ích tốt cho môi trường. Hiện tại thì Helium không chỉ là một nhà cung cấp IoT mà còn có mạng 5G riêng của mình để cung cấp cho những người dùng di động. Đáng chú ý hơn nữa là những người dùng di động Solana Saga thì cũng có thể cung cấp điểm phát sóng Helium cho người khác và kiếm được token trong quá trình đó. Các nhà cung cấp điểm phát sóng di động thì sẽ được thanh toán bằng token là Mobile, trong khi đó thì những nhà cung cấp IoT sẽ kiếm được thu nhập của họ bằng token là IoT. Cả hai loại token này thì sẽ được burn để tạo ra token là HNT. Một dự án khác cũng đáng chú ý trong trend này đó chính là Render với token là RNDR. Render thì là một trong những ông lớn của trend đèn pin và là một trong những giao thức nổi tiếng nhất trong lĩnh vực này, cung cấp sức mạnh GPU cho các nghệ sĩ 3D. Họ đã và đang phát triển đến một quy mô đáng kể trong vòng vài năm ngắn ngủi và đã được sử dụng cho nhiều dự án giải trí lớn. Hiện tại thì vốn hóa của dự án này đã đạt mốc là 1,5 tỷ đô. Render thì cho phép người dùng trả tiền cho dịch vụ của họ bằng đô la, trong khi sử dụng những đồng đô la này để chuyển đổi trở lại trở thành token là RNDR, nghĩa là tích lũy giá trị cho các nhà đầu tư. Những người cung cấp GPU thì cũng sẽ
kiếm được phần thưởng của họ bằng token là RNDR bằng cách là cung cấp sức mạnh tính toán cho những nghệ sĩ 3D cần nó. Render thì không chỉ đáp ứng câu chuyện của đèn pin mà còn sử dụng nó trong lĩnh vực là trí tuệ nhân tạo hay là AI. Thành công của Render có thể thấy qua giá trị vốn hóa thị trường hơn 1 tỷ đô la và cung cấp một ví dụ khác về nhu cầu cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung cho các ứng dụng thực tế. Ok, ngoài những big cap kể trên thì chúng ta cũng cần lưu ý tới một số các low cap hay là những dự án mới của trend DePin khá là đáng chú ý sau đây. Thứ nhất là dự án Orbotech Hub với token là OBOT. Orbotech Smart Hub thì là một hệ sinh thái kỹ thuật số để cộng tác chuỗi cung ứng ở trên mạng blockchain. Các tính năng chính của dự án này thì bao gồm là trung tâm liên lạc dữ liệu blockchain, trao đổi dữ liệu an toàn, theo dõi dữ liệu thời gian thực. Và cuối cùng là thị trường mạng phi tập trung. Người dùng thì sẽ có thể được kiểm soát mạng lưới này, mời thành viên mới và chia sẻ doanh thu. Tư cách thành viên này thì sẽ cần có sự chấp thuận và các thành viên thì có thể hạ xếp hạng của người khác nếu như họ có hành vi xấu. Token hiện tại của dự án thì là OBOT. Token này thì rất cần thiết cho nền kinh tế kỹ thuật số của mạng Smart Hub. Thành viên thì có thể sử dụng nó để giao dịch này, ký quỹ tiền thưởng hợp đồng, huy động vốn từ cộng đồng, trao đổi dịch vụ, bỏ phiếu và kiếm phần thưởng dựa trên bảng xếp hạng hiệu suất. Hiện tại thì giá của token này đang quanh mốc là khoảng 0.05 đô. Market cap hay là vốn hóa thị trường của dự án này thì đang ở mốc là khoảng 10 triệu đô và FDV thì ở mốc là 16 triệu đô. Khá là thấp cho nên anh em có thể tham khảo thêm nhé. Low cap thứ hai mà Irene muốn nhắc tới là Stratos Network với token là STOS. Stratos thì đặt mục tiêu là trở thành một cơ sở hạ tầng phi tập trung cho ngành blockchain và web3, cung cấp các dịch vụ như là blockchain này, lưu trữ, cơ sở dữ liệu và tính toán. Người dùng thì sẽ có thể kết hợp những cái dịch vụ này để tùy chỉnh cho sản phẩm cũng như ứng dụng của họ. Mạng lưới dữ liệu của Stratos thì có 3 thành phần là lưu trữ phi tập trung, cơ sở dữ liệu phi tập trung và tính toán phi tập trung. Dịch vụ này thì cung cấp khả năng lưu trữ và truy vấn nhanh chóng cho tất cả các loại dữ liệu, phương pháp điều chỉnh phù hợp cho những dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc để tăng tốc độ truy vấn và phát lại video. STOS là native token của dự án này. Hiện tại thì giá của token này đang quanh mốc là khoảng 1,1 đô với vốn hóa thị trường là 68 triệu đô và FDV đang ở mốc là 110 triệu đô la Mỹ. Dự án thứ ba mà Irene muốn nhắc tới là PIC Network với token là KREST. PIC thì là một blockchain layer 1 ứng dụng hai công nghệ đang hot hiện nay là DePin và Real World Assets. Dự án này thì cho phép cộng đồng PIC triển khai các DApp và công cụ để đánh giá tác động của chúng mà không gặp phải rủi ro ở thế giới thực. Mạng lưới này thì sẽ tạo ra các chương trình mô phỏng hay còn gọi là simulation, đóng một vai trò quan trọng trong các ngành công nghiệp hiện đại, cho phép các công ty hay là dự án thử nghiệm, trải nghiệm các sản phẩm của họ mà không cần phải chịu quá nhiều chi phí lớn ở thực tế. KREST thì sẽ không chỉ được sử dụng như là token để trả phí giao dịch mà còn được cung cấp các ưu đãi và phần thưởng kinh tế cho các dự án cộng đồng như là liên kết các thiết bị để vận hành máy mô phỏng. Hiện tại thì giá token KREST đang quanh mốc là 0.36 đô với vốn hóa thị trường chỉ ở mốc là khoảng 14 triệu đô. Tuy nhiên thì FDV của dự án đang quanh mốc là 107 triệu đô la Mỹ cho nên là anh em có thể cân nhắc thêm. Ok, vậy là vừa rồi thì Irene đã chia sẻ cho anh em về trend DePin và những tiềm năng xung quanh trend này. Anh em nghĩ sao về DePin và anh em có tin rằng đây sẽ là một trong những con sóng lớn của mùa tới hay không? Hãy comment suy nghĩ của anh em ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Và mình xin nhắc lại một lần nữa thì video này không phải lời khuyên đầu tư và anh em hãy luôn sáng suốt trong mọi quyết định xuống tiền của bản thân và anh em đừng quên làm airdrop đáp mình đã chia sẻ bên trên nhé. Nếu như anh em quan tâm đến những trend nào khác ngoài trend DePin thì cũng có thể comment ở phía bên dưới để Irene cũng như là mọi người cùng tham khảo thêm nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video bổ não sau. Bye!